Đây là Đài Phát thanh Từ Sơn. Đây là Đài Phát thanh Từ Sơn. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Từ Sơn. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các đồng chí lãnh đạo thị xã thăm động viên các điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Khu phố mới, phường Trang Hạ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận nhà văn hóa mới. Từ Sơn tăng cường công tác quản lý, trật tự hành lang an toàn giao thông. Sau phần tin như thường lệ là một điểm tin thời sự nổi bật trên địa bàn thị xã tuần qua. Cuối chương trình chúng tôi đề cập cùng quý vị và các bạn về việc tăng cường công tác dân vận trong thực hiện văn hóa công sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 3 ngày 25 đến 27 tháng 6, hơn 2.150 thí sinh ở các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn thị xã Từ Sơn chính thức bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Trong đó, ngày 25 tháng 6, buổi sáng các thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn toán 90 phút. Ngày 26 tháng 6, buổi sáng các thí sinh thi tổ hợp khoa học tự nhiên với 3 môn vật lý, hóa học và sinh học, thời gian thi tổ hợp là 150 phút. Buổi chiều các thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian 60 phút. Sáng ngày 27 tháng 6, các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là tổ hợp khoa học xã hội với 3 môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân, thời gian 150 phút. Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn tuyệt đối, thị xã Từ Sơn đã bố trí 4 điểm thi gồm 92 phòng thi. Mỗi phòng thi có từ 23 đến 24 thí sinh tham dự, trong đó điểm thi trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ có 811 thí sinh với 34 phòng thi. Điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử có 466 thí sinh, 20 phòng thi. Điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự có 484 thí sinh, 21 phòng thi. Điểm thi Trung học phổ thông Từ Sơn có 397 thí sinh với 17 phòng thi. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tập trung hoàn thiện đầy đủ hồ sơ cho học sinh đủ điều kiện tham dự trong kỳ thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công tác thi cử, bố trí lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng trong quá trình diễn ra kỳ thi. Ủy ban Nhân dân thị xã hỗ trợ 3 triệu đồng một phòng thi cho các điểm thi để phục vụ trong thời gian diễn ra thi cử. Trước ngày thi, thị xã đã thành lập 4 đoàn lãnh đạo thị xã đến thăm kiểm tra công tác chuẩn bị thi cử ở các điểm thi trên địa bàn. Tại các điểm tới thăm, kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã động viên tinh thần cán bộ giáo viên và các thí sinh dự thi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỳ thi quan trọng này. Các cơ quan đơn vị thường xuyên rà soát bổ sung các tiêu chí văn hóa công sở, đưa vào nội quy quy chế, quy trình làm việc, phù hợp và gắn với thực hiện nếp sống văn hóa công sở, với các phong trào thi đua dân vận khéo, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình như giao tiếp ứng xử văn hóa với bệnh nhân trong khám chữa bệnh, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ công chức viên chức, dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, xây dựng môi trường công sở xanh sạch đẹp v.v. qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động. Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương sắp xếp bố trí vị trí công việc cho cán bộ công chức viên chức người lao động phù hợp với năng lực trình độ của từng người. Thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng cán bộ công chức viên chức, đảm bảo việc tuyển dụng phải xuất phát từ yêu cầu công việc theo tiêu chí công khai dân chủ. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Thái độ tác phong làm việc của cán bộ công chức viên chức có nhiều chuyển biến tích cực. Trong giao tiếp ứng xử với nhân dân, có thái độ nhã nhặn, lịch sự, tôn trọng, luôn lắng nghe, giải đáp ý kiến người dân. Các cơ quan đơn vị thường xuyên quan tâm chú trọng đầu tư xây dựng môi trường công sở ngày càng văn minh hiện đại. Việc sắp xếp bố trí phòng làm việc luôn đảm bảo gọn gàng, khoa học, đúng quy định. Trung tâm hành chính công của tỉnh và trung tâm hành chính công các huyện, thị, thành phố, bộ phận một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, cấp tỉnh và các địa phương được đặc biệt quan tâm, bố trí riêng biệt, khang trang, hiện đại, thuận lợi cho tổ chức công dân đến giao dịch và làm việc. Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng về thái độ phục vụ
tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức đạt hơn 90%. Thực hiện hiệu quả văn hóa công sở giúp các cơ quan đơn vị duy trì và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo đồng thuận cao và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mời quý vị và các bạn nghe một thông tin quảng cáo. Alo, chị Hoa, sao hôm nay rồng lại gọi cho tôm thế này? Tuấn à, chị muốn nhờ em tư vấn lại đây. Dạo này đất khu công nghiệp hot quá, báo chí đăng tin giá đất mấy khu này tăng suốt ngày. Đợt trước em rủ mua cùng mà chị đắn đo, giờ thấy tiếc quá, không biết mua bây giờ còn được không em? Có tiền thì mua sớm đi chị, có luôn dự án hot cho chị đây. Dự án nào thế em? Dự án Sing Garden của chủ đầu tư Singland. Vợ chồng em tính mua thêm một lô nữa để mở cửa hàng kinh doanh. Dự án nằm ngay tuyến đường huyết mạch nối liền ba khu công nghiệp lớn, sát ngay khu dân cư đông đúc, rất tiện kinh doanh để ở hoặc là cho thuê. Ôi, hay quá! Thế em có thông tin gì về giá không? Dự án sắp mở bán trong tháng 6, giá quá tốt, chỉ từ 1,9 tỷ một lô, bàn giao xây hoàn thiện mặt ngoài, lại đang có chính sách chiết khấu 2% khi thanh toán sớm. Chưa hết, chủ đầu tư Singland còn có chính sách thuê lại, lợi nhuận cam kết lên tới 10% một năm nữa chị ạ. Nghe hấp dẫn thật đấy. Cuối tuần này chị xuống Bắc Ninh, em dẫn chị đi xem trực tiếp dự án, rồi chị em mình chốt luôn nhé. Ok, nhất trí luôn. Chị em mình về làm hàng xóm thì con gì bằng. Sinh Garden, cộng đồng văn minh, sinh khí phát tài. Hotline 0902 498 355. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Từ Sơn. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, hãy truy cập vào trang website daitusơn.com.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.